Chào mừng các con đến với hướng dẫn sử dụng ứng dụng Apollo Active. Con đã biết cách đăng nhập vào ứng dụng, vào lớp và xem báo cáo học tập chưa nào? Cùng bắt đầu ngay thôi! Bước 1. Truy cập vào App Store hoặc Google Play, tìm kiếm ứng dụng Apollo Active và tải xuống. Rất đơn giản phải không nào? Bước 2. Nhập username và mật khẩu. Username là email bố mẹ đã đăng ký với Apollo English, còn mật khẩu mặc định được gửi qua email. Bước 3. Chọn đúng profile của mình sau khi đăng nhập thành công. Chào mừng con đến với trang chủ của ứng dụng Apollo Active, nơi con có thể theo dõi báo cáo điểm danh, thời gian con làm bài ôn tập Active App và số điểm thưởng Apple của con. Bước 4. Theo dõi lịch học và vào lớp trực tuyến. Tại trang chủ, con có thể kiểm tra lịch học trong ngày của mình. Nếu có lớp, đồng hồ đếm ngược vào lớp sẽ hiển thị cùng nút Join. Con có thể nhấn nút này để vào lớp học trực tuyến một cách thuận tiện. Lưu ý nhỏ là mình hãy sử dụng laptop đăng nhập vào active.apollo.edu.vn để trải nghiệm học online được tốt nhất nhé. Nhấn vào mũi tên hoặc biểu tượng lịch dưới thanh công cụ để truy cập lịch học theo tuần, tháng, 3 ngày hoặc ngày của con. Bước 5. Xem báo cáo học tập. Để theo dõi tiến độ học tập của mình, con nhấn vào biểu tượng báo cáo dưới thanh công cụ. Tại đây, con có thể xem 3 loại báo cáo khác nhau. Lesson Report, báo cáo sau mỗi lớp học, gồm chi tiết nội dung bài học hôm đó, bài tập con được giao. Nếu buổi đó con nghỉ, con vẫn sẽ nhận được báo cáo học tập để có thể chủ động hoàn thành bài tập tại nhà. Progress Report, báo cáo sau mỗi 5 tuần học, gồm số điểm thưởng Apple, báo cáo điểm danh, nhận xét chi tiết từ giáo viên và điểm số các bài ôn tập Active App. Gradebook Report, bảng điểm sau mỗi học phần, gồm điểm thi, nhận xét chi tiết từ giáo viên, cùng điểm học phần của lớp trực tuyến, trực tiếp và học chủ động tại nhà. Bước 6. Truy cập học chủ động tại nhà thông qua Active App. Trên trang chủ, kéo xuống mục Học chủ động tại nhà, Active Home Learning để truy cập bài ôn tập Active App. Con cũng có thể nhấn vào biểu tượng máy tính bảng trên thanh công cụ để mở mục Học chủ động tại nhà và truy cập bài ôn tập từ đây. Bài ôn tập sẽ được gửi cho con sau mỗi buổi học trực tiếp và trực tuyến. Nhấn Start để bắt đầu và đừng quên hoàn thành trong vòng 3 ngày kể từ khi được giao để ghi nhớ kiến thức hiệu quả nhất con nhé. Đố con biết sẽ có những dạng bài tập nào? Mình cùng tìm hiểu một vài dạng nhé. Video. A teacher. Con ấn vào biểu tượng màu tím để tương tác trả lời câu hỏi ngay trên video. Rất trực quan và thú vị phải không nào? Books. A computer. Để tiếp tục trả lời những câu hỏi kế, con nhấn dấu X nhé. Quan sát hình ảnh và lựa chọn hoặc kéo thả đáp án đúng. Các bài nghe của phần ôn tập sách bài tập Workbook Review cũng có thể truy cập trong mục Active Home Learning. Các bài nghe đều có hình ảnh giúp con tiện tra cứu. Con nhớ hoàn thành bài nghe trong sách chứ không phải trong ứng dụng Active App con nhé. Sau mỗi hoạt động Activity, con nhấn nút Submit để hệ thống ghi nhận kết quả và chấm điểm trước khi con sang hoạt động tiếp theo nha. Sau khi Submit tất cả các hoạt động, con nhấn Finish để trở lại màn hình tổng hợp các bài tập. Tại đây, con có thể kiểm tra tiến độ hoàn thành và kết quả những bài con đã làm. Bật mí nhỏ, con có thể retry, làm lại bài tập thêm một lần nữa để có kết quả tốt hơn nè. Đừng quên kết quả bài ôn tập Active App sẽ được cộng vào điểm thưởng Apple và điểm tổng kết cuối kỳ nhé. Bước 7. Truy cập phần Tài liệu bổ sung My Resources. Bên cạnh phần học chủ động tại nhà, con có thể luyện tập thêm bằng cách ấn vào biểu tượng kẹp file trên thanh công cụ và truy cập tài liệu bổ sung My Resources. Trong mục này, con có thể tham khảo Audio, gồm các bài nghe trong sách giáo trình. Video, gồm các video trong bài học để con xem lại và ôn tập.
Review Library, nơi con có thể luyện tập lại các bài ôn tập Active App không giới hạn số lần. Extra Resources, nơi cập nhật các tài liệu bổ sung nếu có. Đặc biệt, mục Active Book Space là góc học tập riêng biệt của học viên. Còn hãy truy cập phần này bằng laptop hoặc máy tính để có trải nghiệm tốt nhất. Để bắt đầu làm bài, con nhấn vào Click Here to Start. Sau đó, con có thể nhấn Edit. Hoặc mở trong trình chỉnh sửa để soạn bài. Active Book Space được thiết kế phù hợp với chương trình học với 3 phần như sau. Pre-work, học viên sử dụng để chuẩn bị bài cho buổi học sắp tới dựa trên phần biên soạn của Workspace. In-class practice, trong lớp online và offline, giáo viên sẽ cho học viên thảo luận nhóm, sau đó thuyết trình trước lớp. Home learning, học viên làm bài viết trên Workspace, lesson 5 ở mỗi unit. Trở lại với trang chủ, hãy nhớ kiểm tra phần thông báo để cập nhật những bài ôn tập Active App sắp tới hạn nộp và nhận nhắc nhở về lịch học nhé con. Sau những buổi học chăm chỉ và hào hứng, con sẽ được nhận điểm thưởng Apple và đổi thưởng trên ứng dụng. Apple là đơn vị điểm thưởng của Apollo Active. Con có thể sử dụng điểm thưởng Apple để đổi lấy các món quà dễ thương như ba lô, scooter, mũ lưỡi chai, bình nước. Để truy cập mục điểm thưởng, con hãy nhấn vào ô điểm thưởng Apple từ trang chủ. Tại đây, con sẽ được hướng dẫn chi tiết cách lấy điểm thưởng Apple. 1. Hăng hái tham gia vào các buổi học trực tuyến và trực tiếp. Thầy cô sẽ tặng điểm thưởng Apple cho những bạn chủ động với tinh thần học hỏi tích cực. 2. Hoàn thành bài ôn tập Active App. Chỉ cần hoàn thành đầy đủ và đúng hạn thôi, con sẽ được thưởng ngay 1 Apple rồi nè. Con sẽ được thưởng nhiều Apple hơn nếu kết quả làm bài chính xác. Cùng cố gắng con nhé! Trong mục này, con sẽ thấy 2 chỉ số. 1. Current Apple là số điểm thưởng con có trong hiện tại, được sử dụng để đổi quà. 2. Lifetime Apple là số điểm thưởng con đã tích lũy được trong suốt quá trình học, bao gồm cả số Apple con đã sử dụng để đổi quà. Bên dưới là các quà tặng dễ thương con có thể đổi như sticker, áo thun, túi rút, cốc. Nhấn View All để xem bộ sưu tập quà tặng hoàn chỉnh con nhé. Wow, nhiều và hấp dẫn quá. Mình phải tích thật nhiều điểm Apple mới được. Mỗi món quà sẽ có giá trị Apple tương ứng từ level 1, chỉ cần 75 Apple đã đổi được, cho tới level 6, chỉ cần chăm chỉ tích lũy 1.000 Apple. Nhấn vào món quà con thích, nếu ở dưới là nút Redeem thì con chần chờ gì nữa. Mau đổi quà và dính ngay món đồ yêu thích khi con tới trung tâm vào buổi học trực tiếp sau đó. Còn nếu màn hình hiển thị More Apples Required thì con hãy cố gắng tích lũy thêm nhiều Apple để giành được món quà này nhé. Phần thưởng luôn ở đó chờ con. Trở lại với màn hình điểm thưởng, con có thể nhấn vào biểu tượng thời gian ở góc phải màn hình để xem lại lịch sử điểm Apple được thưởng cũng như các món quà con đã đổi nhé. Để tìm hiểu chi tiết về nền tảng học trực tuyến Active, mời bố mẹ và các con cùng đọc Cẩm nang hướng dẫn học chủ động cùng Apollo English trên ứng dụng Apollo Active. Hoặc trên website mọi thắc mắc, bố mẹ có thể liên hệ trung tâm Apollo Con Theo Học hoặc hotline 1900 292970 để được hướng dẫn chi tiết. Cảm ơn bố mẹ và các con đã lựa chọn Apollo Active và chúc con có những giờ học đong đầy niềm vui, ngập tràn tiếng cười và cùng Apollo khơi sáng tình yêu học tập.